it does is bomb. Mà khi mà buổi hồi kết thúc cái đoạn clip tới ra về đó thì ông hai mới hỏi bà hai một cái câu là bà đói chưa, thì bà hai mới nói là đói rồi ông ơi. Và ông hai đang múc cơm nè. Để chia sẻ hình ảnh này cho cô bác anh chị biết ha. Cháu bạch không hai? Cháu bạch. Ông hai đôi mắt ông hai cũng còn sáng ha. Chữ này đọc được đó là... Chữ gì ông hai? Này hả? Có chữ tài thì tôi không biết. Còn chữ Việt. Chú ăn em rong không? Dạ con cũng ít. Chưa về hả? Dạ, con coi ông hai bà. Không xin luôn. Không, tôi ăn cũng bằng thứ gì đó. Cá xương không à? Dạ. Điện thoại. Ôm thì còn quên gì nữa. Điện thoại. Điện thoại phút không có ra. Nãy giờ đâu có mất đâu mà. Vậy. Hỏi thêm giờ mình già lố lẳng vậy đó. Vậy đó. Ừ. Tôi lấy điện thoại cô Bắp lại con cho. Đây đây thằng cô Bắp ra coi nó điện. Lại đây nó cũng lấy luôn không? Điện thoại cô Bắp à. Coi chừng soi chưa ông hai ơi? Hả? Coi chừng soi thật chưa kìa. Coi sao. Con người
ta ăn chi chút đỉnh, không có miếng lứ xứng đáng gì. Đó giỏi mắc có 10 ngàn, 10 mấy ngàn bạc cái này cũng lấy nữa. Rồi bả mù tôi đi ra, nó đi vô. Chứ ai coi giờ không lẽ ở nhà giữ hoài. Nếu mà đi xuống sông thì vô trên này vô lấy giờ. Ai nó lấy luôn á. Thế làm sao vậy? Chứ nó lấy thì sao không cho ta lấy được. Bà cho lấy thì nó im ru, nó đi nữa. Nói chuyện nha, đứa già. Rồi có chú đứng đó. Đói hùng không? Đói hùng. Đói, không có đói hùng. Đói mà không có đói hùng. Qua nhiêu đói đi. Chuyện nào ăn không có đói ăn nữa. Bả mù bây giờ nói gì bả cũng mù. Ra thịt ngọt đó, sẽ để ba tôi ăn xương, tôi ăn bậy bạ gì đâu. Giờ thôi, còn mấy hai con, đây bữa mùng hai mình nữa. Cô ơi, chừng mà sửa nhà đó má không ăn cơm đây hay là sao chú? Dạ tụi con tự túc. Dạ không có ăn cơm đây, ông hai cứ yên tâm. Má ăn. Dạ. Giờ có ấy nước đá đủ. Dạ không, không cần đâu ông hai. Cũng may phước là ông hai còn thấy đôi mắt còn thấy đường rất là rõ nha cô bác anh chị. Là nữ là ông hai biết nóng nguội rồi hết à. Tôi không thấy đường. Phải quạt gió cho nguội nữa mà. Đây xúc động không có bắt không chị?
rồi đó bên đây. Cái đoạn của cậu nó cho đoạn cái đoạn chạy cũng ít, bữa đó sao chạy nhiều. Chạy nhiều nó la lên cái qua một hai ngày sau nó lấy cái lọt luôn. Ta cho anh đặt hả? Cậu nó cho cậu chín, cậu mười gì đó. Cho bệnh hả? Cho nó đặt à. Cũng ăn cắt mất tới giờ luôn. Ngủ chưa không? Ngủ chưa? Chưa. Nước Bình Thủy nó nóng hay lắm. Nó quạt gió vậy cỡ 15 phút mới ngủ ra không được. Hai muốn nói gì với con hả? Tới chơi hả? Thật sự coi ngủ chưa anh à? Bên sông với cửa một bên sông không? Nhiều hết nhiều không? Ăn được hai bữa. Mời không đổ. Ăn bữa đổ một bữa hả? Ăn hết mồi mới đổ. Quý anh chị thấy là khi mà đục thịt á, bà hai ăn thì ông hai chờ cho bà hai nuốt hết ha.
đó vô rồi nuốt. Bây giờ là cũng 5 giờ rưỡi của bạn chị. Bà tỷ ai dễ trên bảy bà ra anh thì trong cháu của công ty nó mày và như vậy là Bùi Hồ đã chia sẻ một cái đoạn clip rất là xúc động về cái tình cảm của ông Hai dành cho bà Hai. Đây là đoạn clip mà Bùi Hồ cố tình nén lại để mà quay cho cô bác anh chị biết được. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là cũng chiều tối để cho bà Hai ăn một cách tự nhiên để bà Hai có thể uống thuốc nữa nè. Rất mong là cô bác anh chị thông cảm khi mà Bùi Hồ chia sẻ đoạn clip này ha. Bùi Hồ chỉ muốn chia sẻ hình ảnh này để mọi người hiểu thêm về cuộc sống của ông Hai và Bùi Hai và không muốn hỏi gì thêm, cũng như là không muốn can thiệp quá về cuộc sống, nhưng mà đây là một những hình ảnh rất là đẹp ở trong cái cuộc sống đời thường của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.